Kính chào quý vị và các bạn, và rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Và tiếp theo trong video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 6 cái nơi nhiều tà ma nhất trong tháng cô hồn nhất định phải tránh, kẻo hồn siêu phách lạc. Chúng ta biết rằng là có rất nhiều cái điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có những cái nơi mà theo người xưa thì âm hồn oán khí cực kỳ nhiều, tốt nhất là không nên tới. Thứ nhất là nơi xảy ra tai nạn hay là tai họa trên người. Có thể nói những nơi xảy ra các cái vụ trên người, dù là tự sát, bị giết hay là bị tai nạn giao thông, bị chết vì thiên tai hóa họa, thì đều có tà khí cực mạnh. Thường những người đi cứu nạn đều là những người thân của người bị nạn, những người dũng cảm hay là quân nhân có dương khí vượng, hay những y tá, bác sĩ ngày ngày đối diện với sống chết mà thôi. Người bình thường nếu không thể giúp sức gì cho người bị nạn thì tốt nhất chớ nên lai vãng lại gần, vừa cản trở việc cứu nạn, vừa dễ bị tà khí ám theo. Thêm nữa, những nơi này xảy ra án mạng hay chết người bất ngờ thì tà khí càng mạnh, cũng không nên thường xuyên lui tới. Thứ hai là nơi cúng tế. Khuyên bạn một điều chân thành là trong tháng cô hồn chớ nên lai vãng quá nhiều tới những cái nơi có người cúng tế hay là đốt vàng mã, trừ khi có việc cần. Nếu không, bạn nên hạn chế tới đó, bởi đó chính là một trong những cái nơi nhiều tà ma nhất trong tháng cô hồn. Thử nghĩ mà xem, người ta làm đồ cúng tế rồi còn đốt cả vàng mã nữa. Những việc đó là làm cho ai? Tất nhiên là những người ở một thế giới khác, những người đã không còn trên cõi dương gian này nữa, nơi mà những người đó đến để nhận tiền bạc, đồ lễ mà bạn cứ án ngữ cản đường, chẳng phải đang tự tìm rắc rối cho mình hay sao? Thứ ba là ao hồ, sông ngòi, biển lớn. Khi màn đêm buông xuống, tốt nhất đừng nên đi đến những cái nơi này để bơi lội làm gì. Thêm nữa, bên bờ ao hồ, sông suối mà có những cái cây lớn thì ban ngày cũng hạn chế đến đó. Theo quan niệm dân gian, đó là những nơi mà quỷ nước sẽ tập trung lại trong tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch, tìm người chết thế thân mình. Thứ tư là những nơi gần nhà xác, phòng phẫu thuật, trong bệnh viện. Bệnh viện là nơi chứng kiến sự sống ra đời, cũng là nơi chứng kiến cái chết ra đi, đặc biệt là vào ban đêm. Bệnh viện là một trong những cái nơi nhiều tà ma nhất trong tháng cô hồn, bởi các cái vong hồn khi được giải thoát thường đi thăm lại cái nơi mình đã giả từ cõi đời. Và thứ năm là mộ tập thể, nơi bị tàn sát hàng loạt. Bao nhiêu người cùng chôn chung một mộ, theo thời gian không ai còn biết đến sự tồn tại của nấm mộ đó để cúng dỗ. Các cô hồn không được ai nhớ đến nên tụ nhiều oán khí tìm đến con người để giải tỏa. Thời chiến tranh loạn lạc có không biết bao nhiêu nấm mộ tập thể hay những nơi bị tàn sát hàng loạt như vậy. Trong tháng cô hồn tốt nhất đừng nên đến đó quá nhiều. Và thứ sáu là gốc cây lớn xung quanh mộ. Theo truyền thuyết, những cây đại thụ là nơi ma quỷ rất thích trú ngụ, đủ mọi linh hồn tập hợp nơi đây. Chính vì thế mà gốc cây lớn bên cạnh mộ, nghĩa trang là một trong những nơi mà nhiều tà ma nhất trong tháng cô hồn không nên đến. Ma quỷ cũng có tôn nghiêm giống như con người, tốt nhất nên tôn trọng, đừng làm cái điều mà mạo phạm đến họ, kẻo tới lúc đụng chạm về tâm linh, gặp đủ mọi rắc rối thì hối cũng không kịp. Vâng, quý vị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là 6 cái nơi mà không nên đến trong tháng cô hồn để tránh những cái điều mà không may mắn sẽ xảy ra đến với chúng ta. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà kiêng kỵ trong tháng cô hồn này. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại những cái lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.